Rồi mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Kim Lạm Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một con game nữa nha anh em. Con game có tên là Tiên Hiệp Truyền Kỳ nha. Thì một con game đã được chìa khóa hoàn toàn nha anh em, server chạy rất là mượt mà luôn. Thì con này đặc biệt là có cả iOS cho mấy anh em chơi nha. Đấy, một con game Android, iOS đều chơi được hết nha anh em. Thì con này sẽ chính thức open server mới cho mấy anh em chơi nha. Đấy, một con game rất là đẹp luôn. Rồi thì con Tiên Hiệp Truyền Kỳ sẽ chính thức open server 37 nha anh em. Đấy, S37 Nam Định sẽ chính thức open vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2023 nha. Thì anh em có thể tải con này tại cái đường link là thtk3d.com nha anh em. Thì đây là cái trang chủ của cái con này nha anh em. Thì ở đây nó có đầy đủ tất cả các link cho mấy anh em tải nha. Ở đây là link Android ha, ở đây là link iOS. Thì ở đây nó có phần hướng dẫn cài đặt iOS nha anh em. Thì anh em có thể tham khảo cài đặt tại đây nha anh em. Hoặc là anh em có thể liên hệ AD nha để được hỗ trợ nha anh em. Thì mấy anh em nhấp vào cái phần hướng dẫn cài đặt á, thì sẽ có hướng dẫn chi tiết cho mấy anh em iOS để cài đặt thành công cái con này nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Thì con này open server mới á, là sẽ free cho mấy anh em là cái bộ của đi tuân thủ nha. Đây. Đây là toàn bộ cái cô đi tuân thủ nha anh em. Thì anh em sẽ được tặng cái cô đi tuân thủ như thế này ha. Thì đặc biệt đó là trên kênh của mình á, là anh em sẽ được tặng thêm một cái cô đi độc quyền của kênh mình nha. Đây là cái cô đi độc quyền của kênh mình. Thì anh em sẽ nhập tất cả các cô đi này trong cái phần game nha anh em. Thì anh em sẽ vào phần phúc lợi ha. Đấy, anh em sẽ chọn cái phần gift cô đi nha anh em. Thì anh em sẽ nhập tất cả các cô đi vào đây nha anh em. Đấy. Đây là một cái cô đi độc quyền của kênh mình nha, chỉ có kênh mình mới có cái cô đi này nha anh em. Thì anh em ủng hộ kênh mình thì anh em sẽ được cái cô đi này nha anh em. Đấy, rất là ok. Thì anh em có thể thường xuyên ghé thăm fanpage á, hoặc là group Zalo á, thì anh em sẽ nhận được thêm những cái cô đi hỗ trợ nha anh em. Đấy, cô đi ngày, cô đi hỗ trợ đồ rất là nhiều cô đi cho mấy anh em chơi nha anh em. Thì anh em có thể thường xuyên ghé thăm ha. Thì anh em sẽ nhập tất cả các cô đi vào đây nha anh em. Thì mình sẽ làm demo cho mấy anh em một vài cái thôi nha. Thì anh em nhập xong thì anh em sẽ vào phần thư ha. Anh em vào phần thư mấy anh em nhận hết cho mình nha anh em. Đấy. Thì đây là cái cô đi của cái kênh mình nha anh em. Thì anh em sẽ nhận được nè. Kim Bảo nè ha. Đấy. Và Mãnh Sủng Ngộ Tinh Đan nha anh em. Đấy. Thì anh em ủng hộ kênh mình thì anh em sẽ nhận được cái cô đi này rất là ngon nha anh em. Rồi thì còn những cái cô đi còn lại là mấy anh em nhập hết nha anh em. Đấy, anh em nhập như mình ha. Rồi thì con này ngoài những cái cô đi tân thủ và cô đi kênh á, thì anh em có thể chơi cái event là đua top lực chiến nha anh em. Thì anh em đạt được những cái cột mốc ở đây á, thì anh em sẽ nhận được những cái phần quà rất là ngon nha anh em. Ví dụ như ở đây là anh em đạt được top 1 lực chiến á, thì anh em sẽ được tặng là 600k nha. Đấy, top 1 level thì anh em sẽ được tặng là 300k. Top 1 tài phú thì anh em sẽ nhận được là 300k luôn. Đấy, rất là ngon. Anh em có thể tham gia cái sự kiện này nha anh em. Rồi còn đây là phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Thì mấy anh em có thể dùng những hình thức cơ bản này để nạp thẻ chơi game nha anh em. Thì ở đây mình thấy nó có ngân hàng nào với Momo và thẻ cào ha. Thì anh em nạp bằng ngân hàng với Momo thì anh em sẽ được tặng thêm là 30% giá trị nha. Còn thẻ cào thì chỉ được 20% thôi nha anh em. Rồi trong phần quản lý tài khoản mấy anh em á, thì có cái phần tích nạp nha anh em. Thì anh em chơi cái phần tích nạp á, thì anh em sẽ nhận được nhiều phần quà nha anh em. Thì đây nó có tích nạp ngày nè, tích nạp tuần và tích nạp tháng ha. Thì mấy anh em chơi á, đạt được những cái cột mốc ở đây á, thì mấy anh em sẽ nhận được những phần quà tương ứng nha anh em. Thì mình thấy rất là nhiều phần quà luôn. Anh em có thể tham khảo thêm trong phần quản lý tài khoản của mấy anh em nha. Đấy, rất là ngon. Rồi thì một con game Tiên Hiệp sẽ chính thức open server 37 nha anh em. Server 37 Nam Định vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2023 nha anh em. Để anh em nhớ vào chơi nha anh em. Game thì đã được chìa khóa hoàn toàn, server chạy rất là mượt mà luôn. Rất là ok luôn nha anh em, đặc biệt là có cả Android lẫn iOS, cho nên anh em tín đồ iOS cứ có thể chơi con này nha anh em. Đấy, rất là ngon. Con game rất là hoành tráng luôn.
Thì những cái phần quà có đi Tân Thủ, hỗ trợ Tân Thủ này kia nọ thì cũng có những cái sự kiện in game nha anh em. Hoặc là anh em thường xuyên cái thăm fanpage đó thì cũng có những cái sự kiện cho mấy anh em chơi nha. Và những cái cô đi hỗ trợ, cô đi ngày rồi. Đó anh em có thể ghé thăm thường xuyên thì anh em sẽ nhận được những cái cô đi, những phần quà rất là tuyệt vời nha anh em. Thì ở đây thì anh em có thể chơi cái sự kiện nạp nè ha. Thì anh em nhận nhiều phúc lợi nha anh em. Đấy, anh em có thể mua ở đây ha. Đấy, rất là ngon. Và đây là quà đăng nhập nha anh em. Thì anh em chơi đăng nhập liên tục 7 ngày thì anh em sẽ nhận những phần quà hấp dẫn này nha anh em. Đấy, rất là ngon luôn. Và những phần quà nạp đầu nha anh em. Thì anh em nạp liên tục thì anh em sẽ nhận ha. Đấy, rất là nhiều phần quà, rất là ngon. Rồi, một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 37 nha anh em. Server 37 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em, ngày 28 tháng 11 năm 2023 nha. Đấy, anh em nhớ vô cho nóng luôn nha anh em. Rồi, phần giới thiệu con game mới, server mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link cũng như cody mà để trong phần mô tả nha anh em vào mà lấy giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha.